Có như này đâu, nhưng mà em sẽ cho anh có thể khi mà gặp trục trặc ấy, ngay còn biết. Nhưng mà thằng anh mới không để xảy ra những hiện tượng như này, cái không biết xử lý như nào, đúng không ạ? Anh Duy hám miệng rồi, em xin cho răng này. Cái này. Mới xếp. Nếu mà nhà anh nào gần đây có thể mang máy thật đến với em sẽ hướng dẫn. Đấy anh mang về về mà lấy cái của anh đi. Đỡ mất 200.000 và máy thật sẽ sạch sẽ cứ luôn. À. Cho xe về hạt đây. Không phải, cái kiểu của mình này là cái tê nó kém rồi. Tê này tê của tôi mà. Không phải đâu. Nhưng mà anh mua hàng không phải rồi. Yeti quá là đứt đống rồi. Gì ông? Thì anh sẽ phải dùng máy cắt. Cắt đôi nữa ra. Nên hôm nay em phải mang cả máy cắt. Mình cũng vặn nhiều lắm. Cắt cái đôi cái gì ạ? Cắt đôi ốc ra. Cắt ốc ra thì mới vặn được. Thầy cắt cái tê. Ốc Toshiba bây giờ đó là ốc này. Anh em máy này chết à? À cắt cái đốc xong rồi để lấy COVID vào. Học đi về lấy vào. Và các anh sẽ mang những con ốc này, nó sẽ bán những cái ốc bằng inox đấy ạ. Như hãng Asanio nó sẽ có ốc bằng inox, chúng ta thay vào chứ đừng thay lại cái ốc này. Ốc này rồi sao không bật được đâu. Nó chạy ra. Cái gì? Mày ấn không quay thì nó mới quay chứ. Cái tê nó hơi kém. Đây cái này ra được mà. Lại gầy rồi. Bảo mà. Ui giời. Cái này máy quá cũ đúng không ạ? Vâng. Căng tay là gãy đây. Không phải đâu. Ông mình phải quay đi quay lại, mình quên mất. Không, cái ốc đấy nó kém rồi. Có cái máy này cũ quá rồi, nó bị, chứ còn bình thường nó không bị đâu ạ. Nó lắc này là ra được. Nó lắc là ra, vì nó bị hai con ốc nó bị chẹt. Chẳng may mà bị, nó ở đây nó có cái lông đen này. Lông đen này mất rồi. Đúng rồi, anh vừa bỏ ra. Chứ con này nó tháo dễ lắm. Đi mà còn dám gặp khách như này thì con nhà máy như này thì toàn được. Chúng ta phải lấy đắt hơn, chứ không phải lấy 200 nữa, đúng không ạ? Vì tùy vào máy chứ không phải máy nào chúng ta cũng lấy bằng nhau được. Tiền nó không quan trọng, bọn em quan trọng thời gian anh ạ. Mình căn xem mình có làm được không? Phải thời gian đấy đúng không ạ? Nhà đây mà có con gái thì thôi sẵn sàng ở đây cả ngày. Đấy thôi tranh thủ rồi thôi. Đấy thôi tranh thủ rồi thôi. Máy này phải tầm chục năm rồi nhỉ? Vâng, nếu mà máy tầm này là phải chục năm rồi. Thật ra là máy này là máy em mua về nhà khách về để em lấy đồ thôi mà. Khi mà dẫn đồ cái này là cái răng ở dưới là khác đúng không? Đấy là hộp số, nó không liên quan gì đâu ạ. Đấy về phần hộp số thôi. Đây có bi. Bi ở phần dưới hộp số. Đây là 19 gì hết rồi. Cái này do chúng ta mặn nó bị gãy ốc. Nó lấy nó khó. Không, nó đang dính ở giữa ở cái bi kia. Không ạ. Chẻn hàng đốc. Bị gãy hai cái con kia kìa. Thế có kinh nghiệm nào để hạn chế gãy ốc không anh? Ốc cũ rồi, giống kiểu đi bảo dưỡng máy nổ ấy. Nó gãy đốt chưa? Máy này là máy của nhà anh mình đấy. Đúng y máy nhà anh luôn để anh học. Ừ. Anh học mỗi máy này đâu. Sao thua được không? Nên vì sao ạ? Vì sao mà chúng ta phải bảo dưỡng thường xuyên là vì lý do đó. Lâu ngày không bảo dưỡng nó sẽ bị gì? Bây giờ đúng với nhau này, không nhất lên nữa. Không có. Bây giờ chỉ có bắn đây thôi. Bạn cái này bạn gãy gần quá. Đâu? Gãy gần là vẫn còn. Không, cái đấy vẫn lên được. Gen vào. Gen là lấy khoan. Khoan nó đang bị ngập. Khoan bắn tôn à. Khoan bắn tôn này. Đây. Đây là trường hợp này là bị gãy ốc. Mình có đồ chứ. Cái này vẫn đang lên bình thường. Gãy mất hai ốc. Cái này vẫn nhớ là bình thường, nó đang dính ở dưới cái cốt này. Cái cốt này với cái khay này. Nó dính cốt này. Cái thằng này chưa hết gen. Dính cốt này thôi. Gõ nó vào.
xịt cái đời em ảnh đâu anh em á. Răng này năm bảo dưỡng một lần thì may ra. Cái nào mâm nào mới đông nhỉ? Không nào ít cả. Sao nó còn chả phải dỡ cái ra chứ. Chả đeo thuốc rồi. Thuốc anh không cầm đi à? Ai lấy rồi? Kia cầm quay. Đúng rồi, ở đây. Ôi. Không, hút đây mà ra ngoài hút. Nghiện ngập lắm. Hay. Chúng quay lại đoạn hướng này này. Gỡ được chưa? Mai này mình gặp mình cũng lớn cách này. Đây, gỡ được rồi. Cái này có nghĩa là có thể dùng tado ta ấy lại. Khoan lỗ hoặc lấy tado ta lại. Gãy à? Mới chào thực ra là máy này không quá rồi, mới gãy rồi, bình thường không gãy đâu. Không quá để bảo chủ nhà ra tam quanh với lại. Cái ốc này chúng ta khi mà chúng ta mang đi, ốc này bằng sắt, sắt lên dưới, còn chúng ta phải mang. Đấy, đây là lòng đó. Còn chúng ta lấy cái máy xa đi ơi, xa đi ơi là ốc nó cười, để mà ghiền ốc ấy không bao giờ bị gì. Cái này quấy lên này. À, cái này là xa đi ơi, không không trả được. Các anh tháo ra được như này rồi nhá. Thấy chưa? Các anh sẽ tháo những con vít ở đây ạ. Các anh nhá. Vít xung quanh. Ôi lại có tháo ở cái đấy nữa. Bây giờ rất nhiều nhà. Lắp lên thừa ốc thì không tháo ra để không xịt sạch được mà sạch xịt rất lâu mà tháo nó rất nhanh nhưng mà không gì đâu ạ. Quần áo tầm đất thì như mày mới cho mình bay vào đâu anh có 1 năm 2 năm ạ, tùy một nguồn nước, như nước đáo vôi thì 3 phút. Cô lúc này thầy chỉ đọc hướng dẫn thôi để mà anh em vào làm. Quay trên này. Các anh sẽ lắp lại. Thầy đứng địa chỉ thôi. Chúng ta sẽ mang đi xịt. Máy máy xịt không? Nước có đầy đủ mà anh. Có máy xịt đấy ạ. Máy xịt chiếc đồng hàng anh ạ. Đây có máy bảo dưỡng đây. Anh Phúc ơi. Cho cái vụ hôm trước ấy. Mang cái vòi hôm trước ấy. Lấy ra đây ship. Cho ra góc kia. Đây đây cho ra đây ship. Vâng nhưng mà coi sách cái sọt kia ra được. Ông Phong ấy cột được quần cẩu được cái này thôi gì. Cái này nhấc cả thùng lên. Nhưng mà ốc này cột ba ra cái nhiều bình thường. Các anh sẽ vệ sinh cái lồng này đi. Cái lồng này xong chúng ta sẽ bắt để chế độ xả. Để chế độ xả để chế độ bắt thì nó sẽ xả nước đi.
đúng không ạ? 4 con đi xả bá. Sạch đi để nó xả xả nước. Không bẩn nhỉ. Máy ta nhà giặt của em đi bảo dưỡng rất nhiều và nó sẽ bẩn như này ạ. Có nhiều máy nó không bẩn nhưng nhiều máy bẩn như này ạ. Có nhiều máy có bẩn hơn như này cơ. Thì thực ra người ta và mình người ta dùng 5 6 năm đây 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 có xả nước trong đây. Nguồn nước nó vôi nhiều. Thầy đi bảo dưỡng máy là bao tiền đấy? Cái dây cô loa chỗ nào? Máy này 200 ạ. Cái này vẫn xịt thoải mái trong đây thì. Vâng, xịt thoải mái. Trong này nó không có gì ạ. Đây là nó tràn nước rồi. Đây là nước khi mà nó nhiều nước quá trào nó chảy xuống đây, chảy xuống phần dưới. Xịt nữa mà nó còn vấn đề gì về cái đây chỉ là mạch điện đây, mạch điện đây. Đây mà em hướng dẫn các anh một chút về phần. Nếu mà hỏng nguồn điện thì làm nào? Các thiết bị nhá. Đây là các anh đi bảo dưỡng và trong khi bảo dưỡng sẽ có một số trục trặc, chúng ta phải biết cách xử lý. Ở đây này. Lúc đấy là gọi điện thoại cho người thân. Phần này dưới đây là sẽ có những cái thiết bị sau. Bên cạnh nó lên. Cái mạnh lên sao được. Cục cá mà. Đây chúng ta có thể xịt cả cái này đi được đúng không ạ? Tháo được cả cái mặt này ra được. Nhưng mà khách hàng nhiều, cần chúng ta làm nhiều thì chúng ta lấy được tiền đúng không ạ? Đây nó sẽ có những cái cá đây. Cá chúng ta tháo đây. Không chúng ta xịt đây ạ. Và sau này các anh sẽ có những cái phần sau nhé. Đây là thứ nhất là phao âm lực của nước này. Phao âm lực này là khi mà nước nó đến chúng ta chọn mức nước bao nhiêu, ví dụ cao nhất thì đến nửa lòng này thì sẽ dừng lại do cái phao này. Cảm biến mực nước, nếu mà ra quán mua gọi là cảm biến mực nước, phao âm lực. Nó sẽ có hai loại, loại 2 giây. Đây là 2 giây. Và loại 3 giây. Cái này thì nó đo ở đâu nhỉ? Dạ. Cái phao âm lực đến này thì nó đo ở đâu? Đây ạ, đây là nó sẽ có ống tio nhá. Cái ống tio này nếu mà bị thủng ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến mực nước, có nghĩa là trào. Nó sẽ nguyên nhận hiện tượng nó là gì ạ? Cấp nước đầy mà nó không dừng. Nó sẽ trào hẳn ra xuống đất. Trào chảy ra ngoài. Cấp nước đầy đầy mà nó không dừng. Đúng không ạ? Thì ống này. Rồi. Ống này nó sẽ đây ta nhìn nhá. Ống thì phải xem ống nó chạy đi đâu. Đấy thì anh bảo cái cảm biến là nó phải làm ở đâu thì như thế được. Cảm biến đây, cảm biến đây. Cảm biến đây nhưng mà đây là ống tio nó sẽ ăn xuống như thế này. Là nguyên lý như nào ạ? Khi mà nước dưới đây đúng không ạ? Nước này dưới đây thì cái nước này sẽ trào lên đây mà nó đẩy không khí vào đây. Để nó trong này nó có một cái van để nó đẩy này. Đúng không ạ? Đấy à. Để nó biết là nước này là có bao nhiêu. Khí hay là dầu hay gì? Không khí thôi. Khí. Theo, nó nhảy về cả. Đây là cái van cấp nước. Đây là cuộn dây của nó. Đúng không ạ? Thế mà khi mà các anh bảo dưỡng nhá, cái đầu này nó bẩn quá này. Các anh cậy nó lên. Này, vệ sinh nó đi. Vì sao? Khi nếu mà không cậy cái này ra, lượng nếu mà kín đây là nước cấp vào yếu, không bao lỗi. Đây là phần chúng ta vệ sinh nó đi này. Chúng ta bỏ ra này. Cái này nó có thay không? Đấy, vệ sinh là sạch thì cần gì phải có nhá, cái này là phải có ấy. Vì sao cái nước nó bẩn nó tắc vào đây cái lỗ van cấp này nó rất nhỏ để nó thả ra rất nhỏ, nếu mà bị tắc này là cái này hỏng, cái này nó tắc thì chúng ta phải tháo ra để vệ sinh. Cái này sẽ tháo ra, cái này hỏng mất ốc. Thằng này là vừa nãy là bảo mở cửa là nó không phát là cái này đây đúng không? Đúng rồi, đây ạ, phần đây bị hỏng rồi. Cái công tắc này thì chúng ta sẽ đấu trực tiếp thì nó sẽ chạy không có lỗi nữa, nhưng mà sao ạ? Nhưng mà mình mở ra nó không an toàn. Trẻ con thôi. Cái này gọi là khóa trẻ con thôi. Không thì chúng ta phải thay cái này. Thay công tắc này. Đúng không ạ? Thay thì chúng ta sẽ đây, em sẽ tháo ra. Nếu mang một con này mới đến thì các anh cũng không thể thực hiện được cái gọi là cái rồi cái này thì đơn giản rồi, nhìn thấy cái này đơn giản rồi. Các em xem đây còn cái máy khác không? Ba con tôi bảo thải trở con Toshiba nhà ra cho anh xem. Xay luôn con đấy đi. Anh em đi được. Cuốn nào là thừa dây cuốn vào hay là nó đo dài gì đây thầy? Cái này thừa nó cuốn đâu? Đây ạ. Đấy chỉ là cái lẫy đẩy. Đúng rồi, đây khi mà đẩy vào nó tiếp xúc rồi. Tiếp xúc này nó ngắt. Nó ngắt. Chế độ đóng mở của anh em mình đấy nhỉ? Nhưng mà đây là cái cảnh báo này, cảnh báo cơ. Và có nhiều máy nó sẽ có cửa. Nhiều máy nó sẽ có cửa. Đây cảnh báo mở cửa rồi. Chốt cửa chỗ này. Khi mà các anh đóng vào nó sẽ chốt lại để không mở ra được. Hỏng cái đấy thì phải thay, cái đấy không đúng tắt được. Còn cái này đúng tắt được. Giúp kia ra là tắt rồi nhỉ? Yên tâm, nhà khách hàng rất nhiều nước. Cái máy mà đóng cửa lại nó cứ kêu tét tét xong nó lại quay ngược thời gian là thế nào nhỉ? Dạ.
cái máy ra này này. Mình bật chế độ dàn ra, mình đóng cửa lại xong nó tét tét hai cái xong. Nên là báo lỗi đấy, chúng ta phải xem là lỗi, báo lỗi gì. Thôi để treo anh chú bảo anh lên anh sửa cho. Đấy đơn giản mà. Hai vòng xong là cân xong. Lúc cân xong mà lúc sau khả năng không có nước vào là báo lỗi. Đâu đang vắt mà. Đang vắt á? Đâu ra? Dạ dạ. Không nước vào chúng ta phải nhìn nước vào phải nhiều, nếu có nước vào ít là báo lỗi. Ví dụ nha, nó cho khoảng thời gian là 10 phút là chúng ta phải đầy bằng ngày nước, mình nước là đầy nhất thì phải 10 phút là đã đầy rồi. Khoảng 5 phút là đầy rồi. Nhưng mà do nhưng nước vào nhà. Do là sức nước ở nhà mình ấy. Vâng, thế thì các anh phải tăng áp lực lên dùng máy tăng áp. Chứ còn máy này làm sao mà ta thay đổi máy được, đúng không ạ? Cũng như là nó cho mình cái thời gian cái này nước cái mình mà yếu quá thì là nó cũng bao cái này là cái van thôi không phải cái bơm cái này van vào nước đúng rồi nước nó đẩy vào đây là nó sẽ mở ra nó chảy vào đây chứ không phải là nó bơm còn nếu mà canh nước yếu quá thì ta phải dùng tăng áp đấy. Nếu không thì sẽ bị lỗi ngay báo lỗi ngay mà giật nó rất lâu đúng không ạ. Điện này. Thế chạy thêm đằng mạch thì đi xin. Thế rồi, mỗi bên đây. Mà nhớ nhá, nhiều thợ đi tháo mạch mà còn không biết cách tháo đâu ạ. Chúng ta không thể cậy lên, chúng ta phải ấn nó sang một bên này. Đấy, cậy lên. Tựa sang một bên, tựa sang một bên, cậy ra. Tựa sang một bên là được. Đây, trong này sẽ có bô mạch. Đúng không ạ? À, mạch này, cái mạch này thì mình đừng xài đấy. Mình đừng xài đấy. Ở đây cũng bị cắt đi sửa rồi. Thế mà hỏng thì thay cả thử. Sửa rồi, mạch này. Mạch này là IP67 à hay là IP66? Con này 8480, cái mã của nó này. Chụp mã của nó. IP66. Món gì? 65 mạch này. Thực ra mạch này là không thay được. Đóng hết rồi đúng không? Đóng cả. Cái này là nó sẽ có gì ạ? Cái này là cái keo chống nước. Giống cái AML của mình ấy. Keo chống nước không sửa được. Đây có gì đâu, đơn giản máy này sửa cũng đơn giản nhỉ. Đây phần nguồn đây. Nhưng mà cái này làm sao mà cậy lên? Không, cái này anh cái em mình phải đôi 3 tháng. Họ cắt đây. Còn nguyên sửa mạch nữa. Cậy nó lên được hoặc là cắt như này. Ví dụ nhìn thấy mà con này nó cháy rồi thì họ cứ cậy họ thay bừa được thì được, không được thôi à. Cái này sửa mạch này thì các anh phải dựa vào nguyên lý của nó, còn nguyên lý mạch các linh kiện phải đợi 2-3 tháng nữa chứ không phải là động vào cái nó sửa đồ nói chung là sửa bảo dưỡng thì không đến lượt sửa. Cái gì làm được quan trọng phải có tiền. Đi học cùng lớp lại đi học từ đầu. Học một ngày thì các anh chỉ cần học bảo dưỡng với cả em sẽ hướng dẫn các anh các. Lỗi đơn giản thôi. Chứ còn lỗi mạch thì thôi. Tư vấn luôn. Học mạch tư vấn luôn. Xong bây giờ các em sẽ em hướng dẫn anh tháo hết bộ dây này ra nhá. Đó, hay là chỉ bảo dưỡng này thôi. Bảo dưỡng thôi. Những cái mà chuyên sâu thì chưa. Cái van cấp này làm sao kiểm tra cho nó hoạt động tốt đây. Cái van cấp này ạ? Cái van này. Cái đấy là phao. Cảm biến nước nha. Đây em Dương, đây là cảm biến nước này. Đây là khóa an toàn chính. Sạch sẽ rồi nhờ. Đây là bị đóng đá vôi à? Máy này chắc chục năm mới chứ. Sạp hồng đánh giữa lá. Cái này là chỉ để hơi thôi. Tùy vào lượng hơi đẩy vào để nó biết cái trong này nó có hơi. Hơi đẩy vào. Biết bao nhiêu để báo về mới xử lý. Còn cái này chúng ta phải đo bằng tần số thôi. Không đo bằng điện. Đo bằng dùng máy đo tần số. Cái máy đồng hồ đa năng ấy có chế độ đo tần số nó có độ 34 hoặc 35 tùy máy Hz. Còn cái này chúng ta kiểm tra thì đơn giản thôi. Khi mà lượng nước cấp vào thì nó phải thay đổi. Nào cho em vào để em quay. Có mỗi thằng cam. Đây các anh sẽ dùng đồng hồ FPT này. Đồng hồ này của em thì nó có rất nhiều chức năng. Đo tần số này, Hz này, đây là đo điện AC này, đúng không ạ? Các anh sẽ khi mà cấp nước ấy mà nó không thấy cấp ấy thì các anh sẽ đo cho em hai cái dây này xem là có điện hay chưa. Cái này là bao nhiêu volt cũng 220 ạ. 220 ạ. Thì cái này anh có thể thử thôi. Khi mà cấp điện thì kêu thì nó sẽ đo xem là nó có điện 220 chưa. Van mà nó cũng dùng. Nếu mà có rồi. Nếu mà có rồi mà không cấp nước thì là hỏng cái này. Thế thôi, đơn giản. Còn nếu mà không có điện thì là hỏng phần gì ạ? Bo mạch hoặc là đứt dây. Thế thôi. Hỏng là bảo đi thay cái này luôn, khỏi sửa. Đúng rồi, thay thôi. Thay chứ. Hỏng là thay ai ngồi sửa được. Mình là người có tiền, thay.
không, nếu mà mình mang về mình thay phụ dây. Bây giờ thằng này nó lại có hai van rồi đấy. Vâng, có loại nó van xả. Van xả, van có kho. Có loại van 5 van cơ. Giống như những máy giặt cao cấp cần có hút nước giặt vào đấy đúng không? Đúng rồi, đây cái nước giặt, nước giặt anh cho ở trong này này. Mấy cả có cái đựng nước giặt ở trong này này. Cái đâu nhỉ, cái đang xịt rửa thầy ạ. Vâng, cái giặt. Thế thôi, còn khi mà cái anh phải đầu tiên nhá, bị lỗi các anh phải kiểm tra về dây cho chuột cắn không? Mình chuột nó hay rất hay cắn dây. Alo. Còn vào giữa thì các anh cứ thế thôi, tháo ra và xịt thôi. Thầy giáo cho hỏi là máy giặt mà nó đi ra giữa nhà thì là nó bệnh gì? Bệnh ra quang treo đấy, lúc em vừa nhắc đấy ạ. Đi ra giữa nhà. Mỗi giặt nó ở bên nhà nhưng mà sáng ra phơi ở giữa nhà. Anh là anh căng nó hơi cao rồi đấy. Trùng nó xuống. Nào uống, nó cũng đi được nữa. Hôm đi làm về muộn xong giặt muộn xong rồi mẹ đêm 1-2 giờ sáng cũng gục tưởng trộm đột nhập. Lên nó làm máy giặt chạy ở giữa nhà. Nó lệch bốn cái này đó. Các anh nhớ nhá, quang treo nó có một cái khác nhau đấy. Cái đằng motor nó mạnh hơn, nó sẽ khác đấy ạ. Nó sẽ có màu. Mình kiểm tra như nào thì biết quang treo hỏng. Đây anh ấn này, nó có độ nhún này này. Nó cộng cộng hỏng à? Nên mà nó cực xuống à? Tưởng như xe. Mà chúng ta thì... Các anh nhá, quang treo nó hỏng nha, nó lệch. Cảm giác nếu mà để cân thì nó cũng lồng nó lệch hẳn. Chiều dạy xong thì thầy giáo cho xin mấy quang treo này mang về nhá. Làm thẻ báo giá đi, đúng không? Báo giá đi. Không như một cái máy của nhà mình không có tôn. Máy nào nó cũng như nhau hết thôi. Có một cái là nếu mà máy mới hiện tại inverter bây giờ thì khác nhau với bo mạch và motor. Bây giờ này sang con này tháo quả lồng gan. Và lồng gan này thì phải mất đôi tiếng. Đấy. Rồi bây giờ anh ta cần dùng lồng gan này nhiều. Chúng ta vệ sinh phòng kỹ rồi. Chúng ta biết cách rồi. Vệ sinh xong rồi. Mang lắp đi. Anh ơi xem cái anh lắp vào cho em nhá. Lắp lại ngược lại về cái quy trình tháo rồi ạ. Đây anh sẽ cho này ra. Có nghĩa là như này là xong rồi, trong này có cần làm gì nữa? Có chứ ạ, phải vệ sinh đi ạ. Không các anh bỏ máy ra xịt đi, hoặc lấy băng chải đánh. Nhưng mà xịt mưa cho vào nước thì xịt nhỉ. Đây có thể dùng máy xịt thẳng vào đây được, nó không ảnh hưởng gì ạ. Để xịt xung quanh này nữa. Nhưng xịt ở bên ngoài này được không? Xịt bên ngoài thì xuống dưới, phần dưới là phần điện, motor, phần xịt bên trong tủ. Xịt bên ngoài trong này không cần đâu. Trong này có gì đâu. Và khi mà nếu mà cái này chúng ta tra dầu và mỡ đây. Nhấc lên chúng ta tra mỡ vào đây, nhấc lên được mà. Đây, tra đây không? Vâng, để như nó tra mỡ trụ cổ ấy. Không, dưới đây không cần ạ. Dưới này nó chống nước à? Nhưng mà nó có 4 con mà cái 2 con dùng nữa. Thực ra máy cũ quá thì nó mới bị. Dưới này là lò xo đúng không anh? Lò xo bên dưới. Có loại bằng lò xo, có loại nó bằng gì ạ? Đang chứng bằng lò xo. Đây anh có thể tháo ra, anh tháo ra cho anh xem. Như thế này là lấy được 200 chưa? Xịt trong lắp lại được 200, đây vệ sinh 200. Đây lấy ra đây là lò xo đấy. Đây lấy là dễ nhỉ. Thay cả cái này luôn ạ. Nó lằng ngoằng lắp điện, tháo được cả cái này ra, cái này nó đặc biệt rồi. Cái này mới khi nó hỏng. Hỏng chứ ạ. Máy hỏng nhiều, dùng lâu năm nó không hỏng. Cái gì nữa chả. Đây coi anh nhá, coi anh cậy cho anh này, cho đầu này ra ngoài nhá. Người vẫn đang hỏng. Đấy là được 190 đấy. Còn lắp vào được thành 200 đấy. Thực ra nếu một ngày các anh có thể làm được 7-8 con như này mà. Quan trọng là có khách hay không. Có một ngày, có ngày đợt cá nhân em làm chục con. Ví dụ làm một nhà cho các hàng xóm đây là sàn bảo lau chùi vệ. Quan trọng nhất là lúc mình và các nhớ phải lau cả cái mặt này nhá. Quan trọng nhất là phải lau cái mặt này nó đẹp. Người ta không nhìn được trong nhưng mà người ta nhìn cái mặt này ăn hình thức. Thì nó phải oánh bóng các kiểu. Là thêm cái lò xịt kính nữa. Rồi thì mình như bánh dày. Người ta ví dụ cái này cái lọc giáp bị hỏng, chúng ta phải bảo khách thay, chúng ta có thể thay mà lên trên cái lọc giáp này mình mua ở đâu mà bán nhỉ? Em bán à? Lọc giáp đi bán không? Lọc giáp tháo rồi, lúc nãy tháo rồi. Cái lồng đấy đúng không? Lồng nhỏ đúng không? Mang lồng vào đi các bạn trẻ ơi. Xịt cái này bị hỏng đúng không ạ? Thì anh mua về anh ấn vào đây. Hoặc là anh có thể lấy luôn cái này cũng được. Có hai phương án. Bán cả nhựa. Đây sai tí nữa là phải truyền đạt lại cho anh em các cái gọi là các công cụ. Mình học được 200 rồi. Học được 200. Các cái mà liên quan đến cần thiết để có thể mở được cái này. Rồi rồi, hướng dẫn từ đầu rồi, tại anh xuống muộn đấy. À đây à, đây. Em nổi tiếng rồi.
bỏ tiếp. Dẫn lại cho anh Tuấn đi. Thế thì giáo kiểm kê lại đồ. Quan trọng là cái này nó mua ở đâu nữa. Shopee. Tôi mới mua này. Còn nếu mà anh không thích mua thì có thể cầm lấy. Cái này luôn. Cái này của cục trưởng em à? Chuyển giao công nghệ lên bản thiết kế thôi. Cái gì thay đấy? Cái lồng ngang này đi. Tôi lắp cái thằng này vào đó. Đây phải mang cái búa đơn được anh ạ. Này nặng lắm. Là cái búa đinh thôi. Anh đặt đây à? Nước nhỉ? Nước. Bơm nước vào. À, sao không toàn đồ không thôi? Nó ở cái lồng, gắn cái lồng. Cái khay cửa khay lọc rác ấy. Nhổ lên cả biển nước à?